chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Con yêu dấu của Cha ơi, hãy lắng nghe kỹ lưỡng những lời của Cha, vì chúng đến từ trái tim Cha. Cha biết rằng con đang phải đối diện với những thời điểm khó khăn, những vấn đề và áp lực tài chính không ngừng làm nặng nề tâm trí con, khiến cho con khó thở và đổ bóng lên hy vọng của con. Cha thấy rõ nỗi khó khăn sâu sắc mà con đang gặp phải, như một đám mây đen che mờ ánh sáng hy vọng. Điều này đã đẩy con vào một con đường của sự thiếu thốn, tăng thêm trọng lượng tâm lý con phải chịu đựng. Con cảm thấy bị áp đặt và không chắc chắn về cách thoát ra khỏi cơn bão. Nỗi lo lắng và nỗi đau chật chội bám sát con, kết hợp với sự buồn phiền từ những nỗ lực khó khăn của con. Tất cả những thách thức này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của con và đã chạm đến tinh thần sâu xa của con, vì chúng thật sự là gánh nặng lớn đối với con. Con yêu dấu, hiểu rằng con không đi trên con đường này một mình. Cha ở đây với con, sẵn lòng dẫn dắt con qua những thời điểm khó khăn này và đưa con ra khỏi bóng tối của tuyệt vọng mà con đang gặp phải. Bây giờ, có lẽ con cảm thấy như những vấn đề của mình không có điểm dừng, hy vọng đang phai nhạt và những gì con mong đợi từ cuộc sống đang từ từ trôi đi. Nhưng Cha muốn đảm bảo cho con, thời kỳ khó khăn mà con đang trải qua sẽ sớm qua đi. Những khó khăn và thách thức mà con đang đối mặt chỉ là bước đệm cho những điều tuyệt vời mà Cha đã dự định cho con. Dù cảm giác như con đang leo núi cao, hãy nhớ rằng cuộc hành trình này sẽ đến hồi kết. Hãy tin tưởng vào Cha và vào sức mạnh bên trong mà Cha đã ban cho con để vượt qua những rào cản này với niềm tin, quyết tâm và lòng dũng cảm. Đã đến lúc để con giao những gánh nặng cho Cha và ngừng cố gắng xử lý mọi thứ một mình. Sự nỗ lực của con một mình không luôn đem lại thành công cho con. Cha mời con đặt niềm tin vào Cha và con đường mà Cha đã đề ra cho con. Hãy để Cha dẫn dắt và con sẽ chứng kiến sự thay đổi trong mọi khía cạnh của cuộc sống con. Những thay đổi sẽ mang lại niềm vui và cho con thấy sự toàn vẹn của tình yêu của Cha. Cha mong muốn làm đầy cuộc sống của con với nhiều điều dồi dào, tặng con cả những điều con có thể nhìn thấy và chạm vào và những kho báu vô hình của tinh thần. Trong cuộc sống đầy đủ này mà Cha đề xuất, không có chỗ cho nỗi buồn hay sự thiếu thốn, nhưng để ôm lấy điều này, trái tim con phải yên nghỉ trong Cha và nhận những lời của Cha như sự thật. Khi con làm điều đó, Cha sẽ luôn ở bên đó để ban cho con sức mạnh để tiếp tục, sự hỗ trợ và sự hăng hái để đối mặt với những gì có vẻ quá khó khăn để vượt qua. Hãy nhớ rằng con không bao giờ đi trên con đường này một mình. Cha ở ngay bên cạnh con, là hướng dẫn viên kiên định và bạn đồng hành không bao giờ rời bỏ con. Với niềm tin của con đặt vào Cha, mỗi rào cản sẽ biến thành một bước tiến. Dù chúng có đáng sợ như thế nào đi nữa, chúng chỉ là những khoảnh khắc sẽ định hình con, làm cho con ngày càng gần với bản thân mà con được dự định trở thành. Con yêu dấu của Cha, chỉ cần tin tưởng vào Cha, tin vào những điều mà Cha đã hứa với con và Cha sẽ trang bị cho con những gì cần thiết để vượt qua sự thiếu thốn và những khó khăn tài chính của con. Đừng để tuyệt vọng làm mở cách con nhìn nhận thế giới của mình. Hãy nhớ rằng, tôi là ánh sáng dẫn dắt của bạn, ngọn đèn dẫn dắt bạn đến nơi bạn cần đến. Hãy tin tưởng vào tôi, người quý trọng của tôi, vì tay tôi luôn sẵn sàng chào đón bạn, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi bạn cần. Nếu bạn đặt niềm tin vào tôi,
Nếu bạn mở lòng tin rằng kế hoạch của tôi cho cuộc sống của bạn vượt xa bất kỳ kế hoạch nào bạn có thể tạo ra, bạn sẽ khám phá ra sự bình yên mà bạn mong đợi và những câu trả lời mà bạn tìm kiếm. Tôi nhận ra rằng hành trình có thể dường như đáng sợ và phức tạp vào lúc này, nhưng tôi nhìn thấy và đánh giá cao mỗi bước bạn đi, mỗi nỗ lực bạn thực hiện. Không có nỗ lực nào của bạn là vô ích. Đừng để sự nản lòng làm bạn tê liệt hoặc sợ hãi cản trở bạn. Khi bạn kiên trì và đặt niềm tin vào tôi, bạn sẽ thấy những cánh cửa mới mở ra, những cơ hội nảy nở và hoài bão của bạn dần dần hình thành. Mọi thứ sẽ kết hợp vào thời gian thích hợp. Tôi kêu gọi bạn, người yêu quý của tôi, hãy bám vào những lời dạy của tôi và thông qua lời cầu nguyện, làm sâu sắc mối quan hệ của bạn với tôi. Tôi sẽ củng cố bạn, cung cấp những gì bạn cần và nuôi dưỡng cuộc sống của bạn để phát triển và thịnh vượng. Tôi ở đây để biến bạn thành một người được ban phước với sự đầy đủ. Những điều kỳ diệu mà tôi sẽ làm trong cuộc sống của bạn sẽ là thực sự và dễ nhận biết. Tất cả những gì bạn cần làm là tin tưởng vào tôi và duy trì hy vọng trong trái tim của bạn. Mong muốn cuối cùng của tôi là để bạn phát triển và thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, khi thế giới dường như quá nặng nề, ý định của tôi dành cho bạn luôn là thiện lương, đầy đủ và hoàn hảo. Đừng bao giờ quên, con yêu dấu của mẹ, tình yêu của mẹ dành cho bạn là vĩnh cửu và không giới hạn. Hãy biết rằng tôi luôn bên cạnh bạn, sẵn lòng dẫn dắt, truyền sức mạnh và tặng cho bạn những phước lành. Hãy tin vào kế hoạch mà tôi đã dành cho bạn, tình yêu của tôi và những lời hứa mà tôi đã đưa ra. Nhưng quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng sức mạnh bên trong của bạn lớn hơn bất kỳ thách thức nào. Với tôi là đồng minh của bạn, bạn có thể đối mặt và vượt qua mọi thách thức cuộc sống đặt ra cho bạn. Tôi yêu quý bạn sâu sắc, con yêu dấu của tôi. Hãy chấp nhận những phước lành của tôi và sức mạnh mà tôi cung cấp sẽ luôn bên bạn ở mỗi bước đi, đảm bảo cuộc sống của bạn tràn ngập sự phồn thịnh và niềm vui. Đừng sợ hãi trong sự hiện diện của tôi, lòng dũng cảm của bạn sẽ lớn mạnh lên. Tin vào tôi và bạn sẽ vượt qua mọi thứ bạn mong muốn. Với niềm tin, bạn sẽ đạt được. Cuộc sống sẽ mang lại thử thách, những nỗ lực hàng ngày, cám dỗ và tiêu cực cố gắng làm mờ ánh sáng của bạn. Mặc dù ác ý có thể dường như quá mạnh mẽ đôi khi, hãy nhớ rằng tình yêu và sự thật của tôi sẽ chiến thắng mọi khó khăn. Hãy tin rằng ánh sáng của tôi sẽ luôn chiếu sáng hơn mọi bóng tối. Những thách thức có thể khó khăn và rào cản có thể đáng sợ, nhưng bạn không bao giờ đơn độc. Hãy giữ chặt lấy hướng dẫn của tôi và ôm lấy những lời dạy của tôi. Tôi sẽ chỉ cho bạn con đường, và cùng nhau chúng ta sẽ đi qua thế giới hỗn loạn và khó khăn này. Nhận ra rằng giữa ác ý, bạn có khả năng nuôi dưỡng sự nhân từ, sự đồng cảm và tình yêu bên trong bạn. Bạn là tác phẩm của tôi, được sinh ra để tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Trong những thời gian khó khăn, hãy tìm sự an ủi trong những lời dạy của tôi. Chúng sẽ mang lại cho bạn hướng đi và hiểu biết để phân biệt đúng sai. Lời cầu nguyện là sợi dây liên kết bạn với tôi, cung cấp cho bạn sức mạnh và nơi trú ẩn. Hãy thoải mái liên lạc với tôi trong những thời điểm nhiễu loạn. Tôi gần gũi với những người đau khổ và tôi nhanh chóng đáp lại những người gọi tôi. Kế hoạch to lớn của tôi là phức tạp và đôi khi những điều dường như có hại ban đầu có thể dẫn đến một kết quả tốt hơn, khuyến khích tình yêu thực sự và lòng vị tha trỗi dậy. Hãy chắc chắn rằng tình yêu của tôi là vô hạn và vô điều kiện. Nó không ích kỷ mà là tình yêu nhân từ và thông cảm. Do đó, tôi yêu con và hoài bão cho điều tốt đẹp nhất cho con, bất kể tình hình của con. Đừng lo lắng hoặc lạc hướng khỏi điều cần thiết. Dù thế giới này đặt ra nhiều thách thức, con, tạo vật của tôi, được trang bị với khả năng để đưa ra những quyết định sáng suốt, học hỏi và phát triển qua những gì con gặp phải. Đừng tránh né khỏi việc đối mặt với những thử thách vì mỗi thử thách đều mang lại cơ hội để củng cố đức tin của con và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi con gặp phải ác ý hoặc sự không đáng kể trong thế giới này, hãy đứng vững như một trụ cột của tình yêu và lòng tốt.
ánh sáng mà tôi đã đặt vào con có thể xua tan ngay cả bóng tối sâu nhất. Hãy ôm lấy mọi cơ hội để hành động tử tế và mang lại sự an ủi cho những người đau khổ. Qua những hành động của con có sức mạnh để biến đổi thế giới. Bởi vì con là dòng dõi của tôi, ngọn đèn trong bóng tối và hương vị của trái đất. Hãy nhớ rằng, ngay cả giữa những việc làm sai trái, tôi vẫn làm việc để chuộc tội và chữa lành những kẻ lạc lối trong bóng tối của tuyệt vọng. Tình yêu của tôi liên tục đến với những người chân thành tìm kiếm tôi. Sự bảo đảm của tôi về sự cứu rỗi và những phước lành dồi dào vẫn kiên định cho mỗi người tin tưởng vào tôi. Con yêu dấu, hãy đi với sự tự tin qua những thách thức, ý thức rằng tình yêu của tôi sẽ nâng đỡ con. Đó là mong muốn của tôi cho con để trải nghiệm những phước lành liên tục, sống trong sự phong phú và niềm vui, phản ánh sự giàu có của kế hoạch của tôi cho con. Khi con tiến lên phát triển, hãy nuôi dưỡng một trái tim tràn đầy với lòng nhân từ, sự đồng cảm và tình yêu. Hãy biết ơn cho những phước lành của con và kỳ vọng với lòng biết ơn vào những gì sắp tới, vì lòng biết ơn sẽ mở ra những điều kỳ diệu xung quanh con và cho phép con thực sự đánh giá giá trị của tất cả những điều tôi đã tạo ra. Hãy để trái tim con tràn đầy lòng biết ơn và con sẽ khám phá ra lòng dũng cảm giữa những thử thách. Con trai của tôi, con gái của tôi, hãy tiếp tục tiến lên. Thời kỳ này là thời gian cho sự phát triển và suy tư. Đừng buồn lòng bởi bóng tối của thế giới hoặc để những rào cản làm giảm sức mạnh của con. Vì con mạnh mẽ với sức mạnh của tôi bên trong con yêu dấu. Hãy biết rằng con đủ mạnh mẽ để đối mặt với bất kỳ thách thức nào. Đức tin kiên định và quyết tâm của con sẽ dẫn dắt con đến những thành tựu và phước lành đáng kinh ngạc mà con có thể khó mà tưởng tượng được. Hãy nhớ rằng con được yêu quý, con yêu dấu của tôi, một tác phẩm không tì vết của tay tôi. Chỉ cần nhìn lên bầu trời và chặt chẽ lấy tôi, đắm chìm vào những lời dạy của tôi mỗi ngày. Trong đó con sẽ khám phá ra những lời hứa sẽ duy trì tinh thần của con trong những thời điểm khó khăn. Nguyện xin sự tỏa sáng của tình yêu của tôi làm mới lại lòng lạc quan của con và củng cố linh hồn của con mỗi ngày. Vậy nên, khi con vươn tay đến với tôi trong lời cầu nguyện và gọi tên tôi, con sẽ nhận ra rằng ân sủng của tôi là đủ lớn để chinh phục mọi rào cản. Con trai của tôi, con gái của tôi, tình yêu của tôi dành cho con là vĩnh cửu. Hãy bước mạnh mẽ vào thế giới. Hãy đi với sự tự tin và dũng cảm của một chiến binh mạnh mẽ và đừng lắng đọng vì tôi luôn bên cạnh con, ở mỗi khoảnh khắc. Hãy để bình an của tôi vượt qua mọi hiểu biết, lấp đầy trái tim con và dẫn dắt con luôn. Tiếp tục hành trình của con và giữ vững niềm tin. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng ủng hộ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giêsu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.